Hai chào tất cả mọi nha. Thì sáng ngày hôm nay mình sẽ nói về cái cho chim ăn căng lửa không à. Thì cho chim ăn căng lửa thì đa số anh em nói mồi tươi thường là sử dụng cái gì? Thì mình thì mình chia sẻ cái mà mình cho ăn ha. Thì thường á anh em cũng biết mình là mình hay cho chim ăn vào những cái mồi tươi, mình hay cho vào buổi tối lắm. Thì nhằm mục đích á để cho con chim của mình á nó sẽ hấp thụ được hết tất cả những cái hoạt chất ở trong đó. Và anh em nói cái mùa khai lông á, thì chim tôi khai lông xong rồi thì giờ làm sao cho nó nhanh căng lửa. Thì thật sự nói anh em nuôi chim, anh em cứ từ từ, anh em đừng có nôn nóng nhiều quá. Anh em chăm lông xong rồi nó đã vừa khô rồi thì cứ từ từ, thì mình cứ vẫn cho tiếp tục ăn theo những cái loại mà anh em đang cho ăn á, như ví dụ như là cám hay là sâu dế cầu cào tứ kiến gì đó, thì anh em cứ vẫn tiếp tục ăn như vậy. Cái ở ngoài tự nhiên của con chim với lại con chim ở trong môi trường nuôi nhốt nó khác nhau một chỗ đó. Là môi trường nuôi nhốt mình có cám cho ăn, và ở ngoài tự nhiên nó không hề có cám, mà nó ăn tất cả các loại mồi ở ngoài nó có thể ăn, như là con trùng, sâu, bọ, bọ cánh hay là con gì đó quá trời luôn, thì nó kiếm được cái gì thì nó sẽ ăn cái đó. Còn ở môi trường nuôi nhốt như mình thì sẽ có cám, thì có cám thì tất nhiên là người ta sẽ làm, chứ không phải là cám tự nhiên mà có. Thì cám người ta sẽ làm rất là nhiều loại, có loại là cám kích nè, cám này cám kia nè. Nhưng mà anh em mua loại nào mà đảm bảo được cho con chim khi mà anh em không còn tiền để mua cám đó nữa, nhưng mà vẫn duy trì được cái con chim nó hót hét ok đó, thì cái loại cám đó thì mình nên mua. Còn loại cám mà con chim nó ăn xong rồi mà anh em ngưng cám tầm khoảng chừng lại nửa tháng gì đó, mà con chim nó bắt đầu nó tụt lửa, nó đi từ từ xuống và thành một con chim không còn hót như lúc đầu nữa, thì cái loại đó thì không nên xài. Thì để giúp cho một con chim căng lửa thì anh em cần phải làm thêm hai cái này nữa, đó chính là tắm và phơi nắng. Tắm á thì anh em có thể là đối với những anh em làm xuyên á thì mình có thể là một tuần mình tắm 2-3 lần, có thể một tuần mình tắm 7 lần, đủ vẫn đủ 7 ngày cũng vẫn không sao đối với con chim nữa. Nhưng mà anh em hạn chế tắm vào những cái lúc gọi là thời tiết khắc nghiệt, ví dụ như nắng thiệt là nắng trưa, trời trưa 11-12 giờ trưa anh em xếp chim qua tắm thì như thế không nên. Và một cái nữa có thể là trời đang giông bão nên em xách nó ra tắm, nhưng mà giông bão anh em tắm vẫn có còn ok không sao hết, tại vì thường anh em thấy chim ngoài rừng nó giông bão nó tắm vẫn tắm bình thường. Nhưng mà tắm cái đó là mình sẽ không có cái nào mà mình phơi nắng nó được hết đúng không, nhưng mà mình sẽ có một cách, đó chính là tủ áo lồng. Cái hai nữa là mình dùng đèn để mình sưởi cho con chim nó được ấm thì nó sẽ khỏe ha. Thì cho nên đó, anh em thấy mình tắm ban đêm vẫn ok không sao hết. Và một cái nữa đó chính là phơi nắng. Thì phơi nắng thì một ngày á, anh em nói thì phơi khoảng bao nhiêu thì nó sẽ ok. Thì thường mình thấy đa số những con chim mà tắm nắng thì nó sẽ có thể là giúp con chim mình ổn định và có thể là lên lửa từ từ ha. Thì nắng thì anh em tốt nhất là anh em phơi nắng sáng như bây giờ. Giờ thì 6 bây giờ phơi nắng rất là tốt. Mình phơi có thể là nắng dịu dịu á, mình phơi được 10 15 phút, 20 phút, có thể mình nửa tiếng, hoàn tiếng. Còn anh em nào ví dụ làm buổi sáng nhưng mà buổi chiều mới về nhà thì vẫn có thể phơi nắng chiều được. Nắng chiều thì chiều tà khoảng 5-6 giờ, hiện tại bây giờ 5-6 giờ vẫn còn sáng ha, vẫn có nắng nha. Thì anh em sách đó vừa phơi nắng đó, hoặc là anh em phơi tới sớm hơn hay là 4:30-5 giờ đó, thì giờ đó anh chim mình nó vẫn hấp thụ được ánh nắng là bình thường, không có sao hết. Và nhiều khi có những anh em nói tôi mới vừa cầm con chim ra mà nó đứng nó hót được 2-3 câu cái nó té đùng đùng giải đạch chết, thì vẫn có cái đó là hiện tượng có là trúng gió hay là đột quỵ á. Cái đó thì anh em cẩn thận một xíu. Thì lúc mà trời gió, nói chung là phơi nắng mà thấy gió nhiều quá thì thôi tốt nhất anh em nên trùm áo lồng luôn, mình phơi luôn con chim đó với lại cái lồng trùm, thì nắng nó tỏ xuống thì tất nhiên nó sẽ tỏ nhiệt ra ở ngoài cái áo lồng, và tí nữa sẽ ở bên trong nó cũng sẽ nóng thôi. Anh em không có nhất thiết là phải banh cái áo ra cho đón này nó kia đó. Và cái lượng mồi để cho chim ăn á thì ở anh em á có mồi gì anh em chăm mồi đó, chứ không có phải nhất thiết là phải theo khuôn khổ nhất định của một cái gọi là cái ba rem nào đó là mình chơi. Nói chung á là cách này là mình thì cũng dạng là chơi amateur thôi, cho nên là mong anh em không cảm bỏ qua giúp mình nếu mà mình nói cái gì sai và không đúng. Thì á mồi tươi á thì mình có thể là cho ăn kể cả những cái loại mồi mát, con chim nó vẫn căng bình thường, anh em đừng có lo. Tại vì nó khi mà nó xong lông rồi á, thì nếu mà anh em nói thử nghĩ ha, con chim khai lông thì mình cho ăn cầu cào, trứng kiến, dế để cho nó rớt lông. Giờ nếu mà không cho ăn nó rớt lông không? Nó vẫn rớt bình thường.
là khi mà anh em nói ăn á thì như vậy á, thì tại vì trứng kiến với cào á là nó có nước trong đó rất là nhiều và nó mát, giúp cho con chim của mình đó mọi người nó ống mượt lông thêm thôi chứ không gì hết. Và những con kiến vàng đó là nó sẽ giúp cho con chim nó lấy cái phần có con nó sẽ quẹt lên trên người nó mọi người nó quẹt lên trên người, tại vì con kiến vàng nó có một cái dịch, đó chính là cái chất axit gì đó, nó quẹt lên trên cơ thể của nó để cho tránh là gọi là mấy cái con gọi là ký sinh trùng á lên trên người nó. Thì anh em cho ăn á, cho ăn kiểu gì cũng được, nhưng mà không cho nhiều thôi, mình cho ăn ít thôi, đừng cho nhiều quá, tại vì nó khai lông thì mình cho ăn nhiều được, còn khi mà nó căng rồi mình hạn chế lại và mình cho ăn buổi chiều tối thì sẽ hấp thụ vô. Thì anh em cứ không tin, em cứ thử làm thử, thì từ từ dìu dìu con chim mình sẽ lên. Chứ còn mà ví dụ anh em bỏ ra 400-500 ngàn hoặc là 700-800 thôi, chứ có thể cả triệu một ký cám kích lửa, căn lửa cho chim. Nhưng mà cái cám đó mình thấy có một cái là mình thấy nó hơi khắc mắc một chỗ. Viên cám nó rất là cứng, tay mình bóp sẽ không bởi. Cái hai nữa chính là bỏ nước lâu tan. Và đặc biệt nữa, trong đó có cái gì mình không biết, họ bỏ thuốc hay là bỏ cái gì, nhưng mà đặc biệt cái chim anh em ăn phải theo loại đó, mà anh em bỏ cám đó anh em chơi một phát là tiêu liền. Cho nên vì sao mình có nói anh em á, công thức anh em xin mình công thức cám mình không chia sẻ được, tại vì công thức đó mình mua và công thức của mình á thì không hề có bất cứ cái hóa chất hay là thực phẩm gì trong đó, và mình cũng không quảng cáo cám của mình luôn. Và cám của mình á, bỏ vô nước thì nó rất là dễ tan và nó thậm chí nó còn hút ẩm nữa. Anh em bỏ ngoài trời tầm khoảng nửa tháng thì có thể là cám nó sẽ hư. Còn cám của người ta anh em bỏ ra vậy ở ngoài nó sẽ không hư, tại vì người ta rang sấy hết rồi, nó sẽ không còn cái gì trong đó để hút ẩm hết. Và cho nên bởi vì sao mà cám đó nhiều khi anh em ngâm nước nó rất là lâu tan, nhưng mà vô cơ thể con chim thì anh em cũng biết rồi, so sánh một cái nhanh tan một cái lâu tan nó sẽ như thế nào. Và một cái như thế mình sẽ có một cái gọi là nó kích lửa đều với không đều, đúng không? Cái cám nó cám kích lửa thì căng á, vô anh em ăn rất là sung ha. Và khi mà đổi cái lậu đó thì coi như là tan nát con chim. Mình thấy nha, nhưng mà đa số anh em mà mua chim mà thấy con chim của ta hót cực kỳ căng mà về nhà mình nó không căng là nó đó. Và một cái nữa thì anh em mới mua chim, anh em cũng rất là tinh ý một chỗ là anh em thường hỏi là hiện tại con chim đang cắm gì. Và thường những người bán á thì có người có tâm thì họ sẽ nói là tôi đang cho ăn cám đó để họ bán được loại cám. Và có nhiều người thì họ chỉ muốn bán con chim thôi, còn cám kích đó thì họ sẽ không muốn bán, là để họ nói thì hiện tại đang cắm bao bì, nhưng mà thật sự mà nói là nó không ăn cám đó. Thì nói chung là mình nói rồi, người mua lầm chứ người bán không bao giờ lầm đâu mọi người. Cho nên á thì đối với con chim căng lửa thì ngoài ăn uống thì anh em còn phải tắm đều đặn, làm xiên làm biến gì đó không biết, nhưng mà cũng phải cố gắng tắm một tháng thì cũng bèo lắm được một lần. Còn phơi nắng thì tốt nhất thì một tháng chắc phơi được 4-5 lần, chứ không lẽ nắng sáng nắng trưa chiều gì đó anh em không phơi được miếng nữa hả. Nắng trưa thì anh em cứ xách ra lồng trùm bình thường, đừng có phơi nắng gắt quá. Nắng trưa thì tầm khoảng phơi chừng 5 phút là ok, nó nắng lên một phát, một là xíu là nó nóng cái áo lồng liền đó. Thì như thế thì cái này thì anh em kêu mình chia sẻ cái cách của mình, thì cách của mình nó chỉ có là như vậy thôi. Và mình mà mấy con chim của mình cho ăn thấy chán lắm, mình cho ăn cám không à, chiều chiều tối mình cho ăn một khi một hai con dế thôi, ngoài ra không cho ăn gì hết. Thì anh em có dế cho ăn dế, sau không sau có này, nói chung là có gì cho ăn đó thôi, nó nào tốt là được, chứ không có đừng bỏ đói nó là ok, là sẽ ổn cho con chim thôi. Nãy giờ mọi người thấy mình so con này con bú cho bò non ha. Nói chung là con này thì so với lại cái con mà mình chia cho cái bạn Hoàng ở Sài Gòn á, thì con này chỉ có được 9 thôi, không được 10. Có cái con mà nói dưới là đúng là 10 luôn á. Và được cái con kia là con trống, còn con này của mình thì chắc nó là con mái rồi. Mày phá vậy luôn mày, ăn xong rồi dột giá.
Mình nhìn mặt vào trong cái đèn này thì múa rồi. Nè. Nó vô lại đây nè, tụi bay vô lại. Tụi bay vô. Bay vô đây. Bay vô đây. Rồi, nói chung á, con chim non á, con nào nó phá cám là phá cám nha anh em, đừng nghĩ là nuôi nhỏ không phá, lớn lên nó sẽ không phá ha, không dám đâu, tùy con nha. Có con là lớn lên nhỏ vậy phá, hàng lớn lên không phá, và có con lớn lên phá mà nhỏ vậy nó cũng không phá. Nói chung là nhiều cái trường hợp xảy ra đó, mình không thể nào biết được. Ăn thua con chim thôi, nó phá là nó phá. Cái đại khú á thì nó kỳ lắm, nó thích nó làm không thích thì thôi. À chắc mình cũng xin kết thúc với chị tại đây ha. Chào tạm biệt tất cả mọi người, hẹn mọi người sau. Thì thật sự mà nói là rất là mong anh em, nếu mà nói cái gì sai trong cái phần này thì mong anh em không cảm bỏ qua cho mình ha. Thì anh em cần gì thì cứ comment bên dưới cho mình, thì mình xem mà mình sẽ làm video cho anh em ha.